cuộc đối đầu giữa Sahako Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hà Nội. Lúc này thì Sahako đang ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Trong khi đó thì Hà Nội lúc này đang ở vị trí thứ 3 với 3 điểm. Như đã nói, Hà Nội thì gần như là đội trẻ của Thái Sơn Bắc. Họ sẽ đào tạo và cung cấp đội bóng cho đội bóng ở tuyến trên. Như vậy là các thủ Sahako cũng đã có được điều mình cần, đó là bàn thắng. Và người đã có pha dứt điểm trái phá đó là một cái tên quen thuộc, Huỳnh My Uen, một chiến binh thực sự của Sahako. Chúng ta cùng xem lại. Như đã nói thì những bài tấn công của các cầu thủ Sahako, đặc biệt là những tình huống phối hợp đá phạt rất đa dạng. Vừa rồi là một tình huống trả bóng về gần với khu vực giữa sân và Huỳnh My Uen đã có một pha băng lên, đẩy chạy rất nhanh. Bàn thắng quá đẹp của Đinh Công Viên. Một pha xử lý, một pha solo có thể nói là ở một trình độ rất cao. Đinh Công Viên đã có bàn thắng nâng tỷ số 2-0 cho Sahako ở phút thi đấu thứ 5. Một tình huống qua người đơn giản nhưng nhịp nhứ đẩy và thoát đi của Đinh Công Viên là rất nhanh. Cùng với đó là một pha nghiêng người cứa lòng cơ bản nhưng vô cùng chính xác, hạ gục được thủ thành Bùi Ngọc Long. Dồn ép và chủ yếu phòng ngự nhưng họ chưa mắc bất cứ lỗi nào. Trong khi đó thì Sahako là đội bóng chủ động tấn công nhưng đã mắc hai lỗi không linh hùng. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 3 cho các thủ Sahako và đó là một bàn thắng có phần may mắn của Sahako. Một pha dứt điểm không thực sự tốt của Khổng Đình Hùng nhưng bóng đã đập vào chân một cầu thủ phòng ngự bên phía Hà Nội. Bóng đã chạm chân của Hà Gia Bảo. Và thực ra thì trong pha bóng này, Hà Gia Bảo là người đã phá bóng và bóng đã bật vào chân của Khổng Đình Hùng và đi thẳng vào lưới trước Sahako đều ở phần sân của Hà Nội. Rất chống trả Ngọc Sơn. Đó là Ngô Ngọc Sơn. Pha xử lý có thể nói là rất bình tĩnh và kỹ thuật. Một đường truyền thuận lợi của đồng đội mở bóng sang bên phía cánh phải. Ngô Ngọc Sơn đã điềm tĩnh không chế bóng bằng gầm một cách gọn gàng. Và sau đó thì dứt điểm ngay vào góc gần. Một khoảng trống rất nhỏ. Trong khi Bùi Ngọc Long băng ra để thu hẹp góc sút. Lỗi phần nào đó thuộc về Bùi Ngọc Long. Về mặt cơ bản thì đó thực sự là những đội bóng mạnh hàng đầu của Futsal Việt Nam. Như vậy là Hà Nội đã có được quả đá phạt 9m sau lỗi thứ 6 của Sahako. Tình huống thoát đi rất nhanh và rất ấn tượng của cầu thủ trẻ mang áo số 12 Thạc Hiếu bên phía Hà Nội. Lỗi của anh Vũ Văn Đạt. Cú đá quá hay, cú đá xuất sắc của Văn Đạt. Nguyễn Văn Đạt có thể dứt điểm chưa thành công ở tình huống phối hợp trước đó, nhưng ở pha dứt điểm vừa rồi thì cầu thủ trẻ của Hà Nội đã có được một tình huống dứt điểm lòng chân trái cực hay, đưa chơi bóng đi vào góc sệt bên phía tay phải khung thành của thủ môn Đoàn Minh Quang. Và trước đó là một pha thoát đi cũng hết sức ấn tượng của Thạc Hiếu. Chúng ta cùng xem lại pha đá phạt cơ và xử lý không hay của Đặng Phi Tiến. Có rất nhiều lựa chọn nhưng Phi Tiến đã xử lý không thực sự ấn tượng. 2-1, vẫn là 2-1. Chắc chắn sẽ là bàn thắng dành cho Sahako rồi. Trong sân chơi futsal chuyên nghiệp với những tình huống 2-1 và một thủ môn thì gần như là 100% các cầu thủ futsal sẽ ghi bàn. Họ đã có những bài vở và những thời điểm phối hợp một cách cực kỳ hợp lý. Và cắt bóng rất hay của anh Vũ. Anh Vũ cũng đã rất bình tĩnh dẫn bóng đối mặt với thủ thành Bùi Ngọc Long trước khi thực hiện đường truyền kiến tạo cho Lưu Nhật Tiến với bàn thắng nâng tỷ số lên 5. Thạc Hiếu, vẫn là Thạc Hiếu. Cơ hội không được. Rất tiếc là Hà Nội đã làm không tốt ở nhịp phối hợp cuối cùng, đặc biệt là đường truyền của Văn Đạt. Văn Đạt đã có một đường truyền của cầu thủ tấn công bên phía Sahako rất hay. Và phòng ngự tuyệt vời của Cơ Dăm.
vẫn chưa thể có được bàn thắng cho Nien Kazam trong trận đấu ngày hôm nay. Cho dù anh đã cùng với Chu Văn Tiến tạo nên một tình huống phối hợp cực kỳ đẹp mắt, một pha phối hợp đậm chất Busan, một đường truyền lên đỉnh, khống chế nhả ngược tuyến hai dứt điểm. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì Văn Đạt đã rất xuất sắc với một pha lăn xả. Đình Công Viên vẫn chưa có bàn thắng cho Trần Duy. Những pha phối hợp có thể nói là đậm chất Busan của Sako xem thực sự là rất thích mắt. Quyết định dứt điểm Thạc Hiếu, pha phối hợp rất hay và xuất sắc của các thủ Hà Nội. Một pha có phần chủ quan của Mai Xuân Hiệp. Người dứt điểm có lẽ là Nguyễn Thế Cảnh. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp của Hà Nội rất cơ bản và cũng rất Busan. Người trả bóng là Thạc Hiếu, người đã băng lên và có một tình huống ra chân chớp nhoáng, đưa trái bóng tung lóc lưới, khung thành của Sako. Còn Thái Sơn An Thành phố Hồ Chí Minh thì đã vượt qua Cao Bằng với tỷ số 5-1. Vừa rồi là cơ hội bị bỏ lỡ của Đinh Công Viên. Đinh Công Viên đã không thể ghi bàn, cho dù trước mặt chỉ là khung thành trống, không có thủ môn. Sako sẽ có được 7 điểm và có ưu thế rất lớn để có được ngôi vị đầu bảng. Xin được chúc mừng Sako với chiến thắng 5-2 trước đội bóng khó chịu là câu lạc bộ Hà Nội. Một chiến thắng xứng đáng dành cho huấn luyện viên Anh Khoa cùng với các cầu thủ của mình.